chị Phương mà, chị Phương phải mua cho em laptop xịn nhá. Em đỗ đại học rồi đấy. Biết rồi, đang đi mua đấy, con này được này. Con này gaming các thứ hầm hố được luôn. Ôi, ăn đi chị cho khoát đó. Đi. Đi. Ôi. Ôi em làm sao này? Cái gì nặng thế? Này, ông em mua cái laptop gì mà nó lại nặng đến như thế? Ôi, nặng quá à em? Vâng. Ôi giời, ở đây, để anh giới thiệu con này. Cái laptop này nhá, đeo vào là bay. Không bay không lấy tiền. LG Gram 17 inch, chiếc laptop 17 inch nhẹ nhất thế giới. Ôi thế ạ, đâu sao xin ạ? Đưa để thay con laptop kia nhá. Vâng, rồi. Ê, em ơi, xuống đi, bay lên nóc showroom rồi. Tao xuống đây bạn ơi. Xuống đây với chị nào. Hằng ơi, xuống đi em ơi, xuống đi em ơi. Chị bỏ em ra đi, để em bay cùng cơ ra. Thằng này nó bay mất rồi. Ơ em gái, nó bay mất rồi thì em trả tiền thôi. Nó cầm ví em anh ạ, à. Anh bắt được nó thì anh lấy, em không có tiền. Tao bắt em ra nhá. Wow, cuối cùng thì cũng đã được một tuần rồi anh em ạ. Mình vừa mới mua chiếc laptop LG Gram và đã trải nghiệm một tuần với nó. Thì anh em biết rồi đấy, mình vừa bay xong. Thì chiếc laptop này công nhận là đây là một chiếc laptop cực kỳ là hợp lý luôn. Và hôm nay thì mình sẽ cùng giới thiệu cho anh em tại sao chiếc laptop LG Gram phiên bản 2022 này là một chiếc laptop cực kỳ là hợp lý cho một người như mình chẳng hạn, là một người làm văn phòng, mà cũng cho các bạn nữa là một những là sinh viên, những học sinh trong thời điểm này nhá. Ok, thì hãy giới thiệu qua chiếc laptop này đi. Đây là chiếc laptop LG Gram phiên bản 2022. Đây là phiên bản 17 inch, nhưng mà sẽ còn có đó chính là 16 và 14 nữa. Đây là tùy vào anh em mong muốn. Nhưng có lý do tại sao mà chiếc laptop này rất phù hợp với cả một chiếc gọi là một người làm văn phòng, một học sinh, một sinh viên. Đơn giản rằng khi mà anh em nghĩ tới một chiếc laptop cho văn phòng, một chiếc laptop cho sinh viên đúng không? Thì em sẽ nghĩ tới ba tiêu chí. Thứ nhất nhá, là đầu tiên này, đó chính là cái sự tiện lợi khi mà đem đi đem lại. Thứ hai, đó chính là cái trải nghiệm sử dụng. Khi mà sử dụng cái laptop này chúng ta cảm thấy như nào? Chúng ta cảm thấy nó có mượt mà không? Nó có thích không? Nó có mọi thứ nó có êm dịu không? Hay là chúng ta gặp những cái khúc mắc linh tinh? Và thứ ba, đó chính là cái hiệu năng của nó khi mà chúng ta làm những công việc dành cho học tập, dành cho văn phòng. Thì hãy cùng mình bắt đầu với con số đầu tiên nhá. Đầu tiên, đó chính là cái sự đem đi đem lại. Thì chiếc laptop này là chiếc laptop LG Gram, được mệnh danh là một trong những chiếc laptop nhẹ nhất trên thế giới luôn. Với phiên bản 14 inch của nó đúng không, thì nó sẽ nặng là 999g. Nhưng mà với phiên bản 17 inch ý, thì nó chỉ có 1,35kg thôi anh em ạ. Anh em phải tưởng tượng là cái mức cân nặng như thế là quá nhẹ. Mình lúc lần đầu tiên nhá, mình mở chiếc laptop này ra, mình cầm nó lên, mà mình sau, ui ma pháp gì đây, tại sao một chiếc laptop to nhè nó có thể nặng, nó có thể nhẹ đến như thế. Mình cầm lên có thể cầm nó một tay rất là thoải mái này, trong khi nhá, những chiếc laptop 17 inch khác thì mình cầm cực kỳ là nặng nề luôn, kể cả 16 inch nữa mình cảm thấy cực kỳ là nặng và mình khó mà có thể cầm một tay như này. Và đặc biệt nữa là nó sẽ đi kèm với cầm một cục sạc 65W cũng khá là nhẹ cân nữa. Thế nên là việc mà cầm một chiếc laptop này đi cộng với cục sạc của nó cũng rất là tiện lợi luôn. Mà đồng thời một điều cực kỳ là hay nữa là bên hông này đây chúng ta sẽ có hai cổng USB 4.0, tức là đây có thể nói gọi là Thunderbolt 4 đấy anh em ạ. Và chúng ta có thể sạc thông qua cục này, tức là anh em có thể cắm bất kỳ cục sạc gì có hỗ trợ PD Power Delivery thì anh em có thể dùng luôn thoải mái luôn mà không cần phải đem cục sạc của mình đi. Thế nên là anh em có thể sạc bằng bất kỳ thiết bị nào cũng được, kể cả sạc dự phòng luôn anh em nhá. Đấy, đấy là cái thứ mà khiến cho chiếc laptop này vô cùng là tiện lợi khi mà di chuyển. Nhưng mà tất nhiên rồi, thì anh em có thể thấy rằng là một chiếc laptop nhẹ này đúng không, thì LG có thể họ đã gọi là giảm sút một chút về chất lượng build. Nhưng mà so với cả phiên bản 2022 ấy, thì mình cảm thấy nó đã cải thiện hơn rất là nhiều so với cả những phiên bản cũ. Màn hình tất nhiên rồi, tại vì một chiếc màn hình mỏng như này nó vẫn sẽ có hơi flex một chút. Đấy, vẫn hơi wobble một chút. Nhưng mà cái thân của nó đúng không, thì nó đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Ngày trước nhá, mình nhớ nhá, mình có thể bẻ cong cả chiếc laptop này cơ. Nhưng bây giờ này, khi mình nhấn này, nó sẽ vẫn lún xuống tất nhiên rồi, tại vì cái chất liệu của nó khá là mỏng. Nhưng mà mình cảm thấy là ấn xuống thế này đã đủ chắc chắn với cả một chiếc laptop to mà nhẹ như thế này rồi. Anh em phải biết cơ, ngày trước LG Gram mỏng lắm, mỏng vô cùng luôn. Và cái độ flex của nó thì cũng khá là nhiều. Nhưng bây giờ thì nó đã đỡ hơn rất là nhiều rồi so với cả ngày trước rồi. Thế nhưng một yếu tố khác đó chính là cái trải nghiệm của nó. Chi nhánh nó như thế nào? Đầu tiên là cái bàn phím.
Một điểm mà mình cực kỳ là thích ở chiếc bàn phím này đó chính là, thứ nhất á, nó full size nhưng mà nó lại full size theo kiểu rất là hợp lý luôn. Tại vì với một chiếc bàn phím, một chiếc laptop 17 inch như này thì chiếc bàn phím của nó sẽ di chuyển, nó sẽ có cái khoảng cách vừa đủ luôn để cho anh em thể di đi di lại, đánh thứ kiểu rất là đơn giản. Mình chỉ mất khoảng tầm 1 đến 2 tiếng là có thể max speed trên chiếc bàn phím này rồi. Và đặc biệt nữa nhá, nó sẽ còn có cả number pad nữa. Khi mà mình bấm tính toán này, làm Excel này, mình bấm 7, 5, 6, 1, 2, 3, 9, cộng trừ nhân chia các thứ kiểu rất là đơn giản và vô cùng là dễ dàng. Thế nên là việc sở hữu một chiếc bàn phím như này cực kỳ là tốt. Và có một điểm thêm một tí nữa thôi, đó chính là nó còn có backlight nữa. Tức là cái đèn nền của nó ấy, là đèn nền màu trắng, có thể chỉnh bằng cách bấm FN, F8 để tắt bật các thứ các kiểu luôn nha. Rất là hợp lý và vô cùng là hay ho. Thế, và một điểm thứ hai nữa mà mình thích ở trên MacBook này, đó chính là cái touchpad của nó. Cái touchpad này nó rất là to, nó rất là to luôn, anh em phải nhìn này, nó cực kỳ là to luôn. Nó như một chiếc màn hình 7 hay 7 inch như vậy, khoảng tập tính đây chắc là khoảng tầm 7 inch thôi. Và mình có thể di rất là mượt mà luôn, bởi vì trên mặt này là mình, theo như mình thấy đây là một cái mặt kính, di cực kỳ là trơn luôn. Nhưng vui là thế, thích là thế, có cả gọi là đây, có cả cảm biến bằng nhiều các thứ kiểu ngón tay luôn. Nhưng mà cái bấm của nó ấy, nó lại chưa được vibro cho lắm. Bấm trái, bấm phải này, mình cảm thấy nó chưa được chắc chắn đến 100%. Giá mà LG họ có thể làm tốt hơn khoản này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn anh em nhé. Điểm nữa chúng ta sẽ có là trên chiếc webcam. Thì chiếc webcam này là một chiếc webcam Full HD anh em nhé, Full HD. Và nó còn có thêm cả đó chính là cái đèn IR Blaster. Nói chung là cái đèn này để giúp cho anh em có thể thực hiện được cái Windows Hello. Tức là anh em có thể đăng nhập được vào chiếc máy tính này mà không cần phải sử dụng mật khẩu, không cần bấm vân tay, mà chỉ cần nhìn vào cái camera thôi là cái laptop nó sẽ tự nhận định đó là những cái là anh em anh. Và chúng ta có thể mở ra rất là thoải mái, rất là dễ dàng, không hề có vấn đề gì cả. Và đặc điểm cuối cùng mà mình thích nhá, anh em nhìn thấy đây, đây là chiếc màn hình. Thì chiếc màn hình này là một chiếc màn hình 2K, 2K anh em nhá, 2K IPS và với tần số quét là 60Hz. Nhưng được cái nó sẽ là 16:10, tức là sẽ có thêm một chút chút ở dưới này. Cái phần thêm đấy sẽ giúp cho anh em có thể làm việc tốt hơn. Anh em hỏi là làm việc tốt hơn như nào? Đơn giản nhá, chúng ta có thể thêm được vài dòng Excel, chúng ta có thể thêm được vài dòng Word về Edit Premiere đúng không? Chúng ta có thể thêm được timeline, cái giải timeline có thể dài hơn một tí nữa, rất là tiện lợi và nói chung là có thể tận dụng được đến vô cùng luôn, không hề có vấn đề gì cả. Và mình thấy rằng là 16:10, tuy nhiên đúng không, khi mà chúng ta xem phim cái thứ kiểu ấy thì nó sẽ hơi gặp vấn đề một chút. Tại vì bình thường cái tựa phim sẽ là 21:9 hoặc là 16:9, còn đây là 16:10 thì sẽ có thêm một chút black bar khi mà chúng ta xem những tựa game, xem những cái phim như thế. Và cái thứ mà mình cảm thấy êm dịu cuối cùng ở trên chiếc laptop này ấy, đó chính là cái cổng kết nối của nó. Thì như mình đã nói, bên này chúng ta sẽ có một cổng HDMI và hai cổng USB 4.0. Thực sự mình cảm thấy rằng là đây là một chiếc những cái cổng cực kỳ là chất lượng. Tại vì đơn giản là với cổng USB 4.0 này đúng không, chúng có thể cắm một là sạc này, hai là dock này, ba là hub này, bốn là cả cạc màn hình rời nữa. Nếu mà anh em biết những chiếc cạc màn hình rời mà sử dụng Thunderbolt ấy thì nó có thể cắm vào trong này và anh em có thể tận hưởng cái trải nghiệm chơi game cực kỳ là mượt mà với cái cạc rời như thế nhá. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có đó chính là một cổng một cổng audio này. Bên này chúng ta sẽ còn có gì? Chúng ta sẽ có đó chính là hai cổng USB A và thêm nữa đó chính là một cổng SD card. Đây là cổng micro thôi anh em ạ. Đây là cái điểm buồn của mình. Giá như mà LG có thể làm đây đó chính là một cổng SD card. Đơn giản là vì nhá, bây giờ anh em thử nghĩ đi, còn ai sử dụng micro SD card nữa? Trong cái điện thoại chúng ta sẽ không còn bộ nhớ mở rộng rồi, chúng ta sử dụng hết là SD card rồi, cho máy ảnh, máy quay phim, máy thu âm chúng ta đều sử dụng SD card hết rồi, đa số đều là như thế. Và cái việc mà sở hữu một chiếc cổng micro SD card như này nó sẽ bị hơi thừa thãi một chút. Giá mà LG có thể chuyển đây thành SD card, hoặc là nhiều khi bỏ luôn đi để cho đỡ phải tốn diện tích thôi, thêm một cổng USB nữa đây cho mình vibro đi. Đấy, việc mà sở hữu hai cổng này không thì cũng khá là đủ, tại vì đơn giản là chiếc bàn phím này đã đủ để cho anh em bấm rồi. Em nếu mà muốn ấy thì em có thể mua đó chính là một chiếc chuột ngoài thôi và có thể cắm thêm bất kỳ thiết bị nào muốn vào chiếc cổng USB A này. Còn nếu mà anh em muốn nâng cấp hơn, cao cấp hơn đúng không, ví dụ như cắm ổ cạc ổ ngoài này, cạc ngoài này, thì cổng USB 4.0 có thể phục vụ cho nhu cầu đấy. Rồi, nhưng mà nói thế là quá đủ rồi đúng không? Về vẻ ngoài của nó, về những cái bề mặt của nó, vậy thì cái trải nghiệm thực sự khi mà chúng ta làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp thì nó như thế nào? Đầu tiên nhá, chiếc laptop này đi kèm với cả Windows 11. Cái đấy là đặc biệt đầy đủ trong tất cả những dòng LG Gram 2022 này, đều là Windows 11 hết. Thì trên đây đó chính là CPU i7-1260P. Nó không phải là 12700H, nhưng nó vẫn sẽ có cái cấu trúc gọi là P-Core, E-Core của dòng 12 này. Nó sẽ là 4 nhân mạnh, 8 nhân yếu cho số luồng tổng cộng là 16 luồng em nhá, chứ không phải là 20 luồng như là 12700H hay là như là 12700K hay 12700 thường. Thế thì với những con CPU như thế đúng không? Với
những cái gọi là chip 10 nanomet như thế thì hiệu năng của nó cũng rất là ổn luôn. Việc mà mình trải nghiệm về desktop này, về gọi là chơi game này thì nó không phải là chơi game nặng quá, nhưng mình vẫn có thể chơi được game điện thoại ở độ phân giải 2K với mức FPS 60 anh em nhé. Và đặc biệt đây là chiếc card màn hình, đó chính là Intel Iris Xe phiên bản 96 EU, thì nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản của anh em khi mà chơi game Liên Minh Huyền Thoại này, CS:GO này, Valorant này. Tất nhiên này không thể nào là FPS cao nhất có thể được, nhưng mà vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của anh em. Và đặc biệt nhá, một cái thứ mà chiếc laptop này được trang bị rất là tốt để giúp cho anh em làm việc tốt, đó chính là chiếc màn hình này. Nó không phải là chỉ là một chiếc màn hình cơ bản bình thường đâu, không chỉ là một chiếc màn hình 2K bình thường, mà nó là một chiếc màn hình 2K với một cái độ chuẩn màu cực kỳ là cao luôn. Để đợi mình một chút nhá. Thì đây anh em ơi, là số liệu mà mình đo được ở trên chiếc màn hình này. Chúng ta sẽ đo được đó chính là 100% dải màu sRGB này, 88% dải màu Adobe RGB và 99% dải màu DCI-P3. Cái tấm nền này ấy, thực sự đây là những gì mà LG đã quảng cáo, tức là 99% dải màu DCI-P3, và nó đúng như vậy luôn. Nhưng màu sắc thì như thế nào? Đơn giản là cái màu của con này rất tốt luôn. Độ sáng nhá là có thể lên tới là 378,9 nit, tức là độ sáng cao nhất ở 100% ấy. Và màu thì sao? Đèn tai e của nó chỉ có một thôi anh em ạ, 1.1. Đấy, 1.1 anh em nhá. Và nó chỉ sai nhiều nhất ở đó chính là phần màu xanh thôi, với độ đèn tai e là 2.72. Thế anh em thấy chưa? Một chiếc màn hình tốt như thế này mà không tận dụng nó để edit video, để làm việc, để chỉnh ảnh thì quá là phí luôn. Và với sức mạnh như này, với 16GB DDR5 như này mà không sử dụng nó một cách maximum ấy thì cực kỳ là tệ. Mà nhá, một cái điểm mà mình rất là thích này là khi mà mình test với cả phần mềm đó chính là Premiere Pro, sử dụng đó chính là Puget Band ấy, thì chiếc laptop này gần như rất là ít khi nóng luôn anh em nhá. Mình cảm thấy mình sờ vào nó chỉ ấm ấm thôi, chứ nó không đến mức nóng. Và việc mà mình sử dụng như thế mình cảm thấy rất là thoải mái. Đặc biệt này, khi mà mình để trên đùi này, anh em phải để ý nhá, để trên đùi này và chiếc laptop rất là nóng nhá, khoảng tầm trên 40 độ ấy, là chúng ta sẽ cảm giác như kiểu bị cháy vậy, bị bỏng vậy. Thế nên là việc mà chiếc laptop này giữ được ở mức nhiệt độ rất là tốt nhá thì cực kỳ là ok luôn. Và đặc biệt nếu mà anh em đi chơi, đi làm, đi các thứ kiểu thì không chỉ có thể sạc được bằng cổng USB Type-C bình thường, những cái cục sạc USB Type-C bình thường, mà thời lượng pin của nó cũng rất là chất. Tại vì nằm bên trong này đây, chúng ta sẽ có một cục pin 80Wh. Cục pin 80Wh này thì có thể cung cấp lên tới là 17,1 tiếng đồng hồ sử dụng. Đấy là những gì mà gọi là những gì mà họ đã test được nhá, những gì LG đã test được. Còn đây, mình đã ngồi đây từ lúc bao nhiêu đây? Từ lúc 1:30 mình đã ra đây ngồi rồi. Mình dùng nó từ lúc hơn 1 giờ một tí, và đến bây giờ là 3 giờ gần 4 giờ rồi. Thế mà mình bật chiếc laptop này nhá, ở mức độ sáng là cao nhất. Hiện tại nó mất có 20% pin thôi. Đấy, mà mình tất nhiên rồi, mình cũng chỉ gọi là đánh văn bản này, xem YouTube này, vân vân và vân vân thôi, mà nó mất chỉ có 20% pin. Mình ngồi khoảng tầm đã được 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, mất 20% pin. Thì điều đó chứng tỏ rằng là chiếc laptop này thì tồn tại lâu như nào nếu mà anh em sử dụng nó trong môi trường bình thường. Nhiều khi nhá, anh em đi làm cũng không cần phải cầm sạc luôn, không cần phải quan tâm gì cả, cứ cầm nó nhá, sạc đầy buổi tối thôi, đem đến công ty làm hết ngày, đem về đi sạc lại. Đấy, thế là rất ok luôn. Nói chung chiếc LG Gram đây là một chiếc sản phẩm cực kỳ là tốt, cực kỳ là hợp lý với những anh em nào làm là đi văn phòng này, làm sinh viên này, làm học sinh này, hoặc là một người nào có nhu cầu đi lại cực kỳ là nhiều. Tại vì đeo trên lưng một chiếc laptop 2kg, 3kg thì cực kỳ là đau đớn, nhưng một chiếc laptop chỉ có 1,3kg này thì rất là nhẹ nhàng trên đôi lưng, rất nhẹ nhàng trên gọi là sống lưng của anh em luôn. Thế là đây là một sản phẩm cực kỳ là tốt luôn, đặc biệt là với phiên bản 17 inch này thì màn hình nó cực kỳ là đẹp. Anh em nếu hứng thú với sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này rất là hay và vô cùng là hữu ích, hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại một video sau nhé.